Đợi rồi cái điện thoại nói chuyện với chị Ngân. Nói chuyện với chị Ngân chơi với Trân. Hai người nó ở bánh mưa. Đi nè, tới dạ. Trời ơi, thấy tới tôi xỉu rồi. Trời ơi. Nãy giờ đợi anh. Đợi anh á. Chả giò. Chả giò, trời ơi. Ở nhà làm, giỏi quá. Không phải mùa gì đâu. Làm mà làm ở chợ phải không? Dạ. Kẹt xe bữa nay. Bởi vì tôi biết kẹt xe lắm mà. Nhắn tin nhắn không. Dạ anh bây giờ là anh em là bạn trước kia không phải giờ là bây giờ là ba người phước lập thọ vậy hả? Dạ bây giờ là thành phước lập thọ rồi. Thế đi cần đó là này bây giờ tiệc là ông Phước là ngồi giữa, ông Lộc ngồi bìa, ông Thọ ngồi người kế vậy đó, là coi như là ba người lúc nào cũng đi chung á. Dạ ba anh em kết nghĩa rồi đó. Kết nghĩa phước lộc thọ rồi đó. Yeah. Không mà hai người này cũng giống giống nha. Giống giống ha chứ. Đúng á. Kiếp trước ha. Trời chắc cũng là có hẹn rồi. Trời chiến. Trời chiến. Là sao lên YouTube mà tìm là sao mình chưa hiểu cái đó. Là lên mạng, lên YouTube. Lên mạng rồi làm quen. Hay dạ, tôi bỏ video vô lên đó. Rồi anh coi, rồi anh thích. À thích tôi anh mới về cho anh kiếm tôi. Dạ. Wow, vậy là video của anh là nói về cái gì mà anh thích vậy? Dạ đủ thứ, du lịch rồi nấu ăn rồi cuộc sống ở Mỹ. À cuộc sống Mỹ, cuộc sống Mỹ, cuộc sống Việt Nam, rồi du lịch. Thanh Triều. Ngon quá nha.
Làm thiệt hả mua? Làm mà trả. Chắc làm mà trả. Tới giờ nên mình ăn. Anh làm dở lắm. Anh chỉ vậy vậy các bạn xong. Các bạn lấy cái thẻ là quẹt hay sao? Bữa còn ngon lắm. Bữa lâu chưa? Làm bữa. Mình đổi. Chỗ nào nhận hết trăm xe hả? Nhưng mà ngon. Xăng lên rồi ở đây, đây qua. Vậy là anh đã xăng xe. Dạ. Ủa sao vậy đó hả? Từ đó xuống đây đó hả? Để mà trời ơi, trời ơi, ra được cái đó người ta. Trời ơi, này là tình nghĩa dữ lắm. Từ đó về tới Việt Nam, người ta không có ra được. Trời ơi, hay quá. Đâu tự nhiên về tới Việt Nam, về tới Sài Gòn tôi không nói à. Mà từ Sài Gòn còn bao taxi xuống tới nhà của tôi luôn. Còn ở Việt Nam mình ở đâu? Dạ anh Sư Lâm anh. Sư Lâm hả? Dạ xuống tới Sư Lâm tìm tìm cả nhà anh luôn à. Rồi gọi điện cho tôi cũng được à. Sáng hôm sau mới tiếp tục đi ăn cái quán một xíu mà tôi làm bữa trước bỏ lắm rồi. Ở nãy là cái quán một xíu mà tôi ghen luôn đó, hay quán ngon lắm. Hay đó đạm rồi. Vậy đừng có để tiêu nha Phúc. Dạ. Anh bay lúc đó, anh kêu taxi Vĩnh Long trở lại ngay quán đó. Thì lúc tôi điện cho ảnh là ảnh đang ăn dùng xong mới bước ra khỏi quán đó. Chính nghe điện thoại luôn. Mà tôi đang đứng ngay trước cửa quán rồi anh nói là nước mật ngon tôi đang ăn mới ra. Wow. Quá quỷ luôn ha. Tôi mới hỏi anh chứ hôm anh nghỉ lâu, anh nghỉ ra ăn ngủ lông á. Tôi nói rồi anh về ngay khách sạn anh đứng cửa tôi chạy ra liền. Tôi chạy lên khách sạn tôi gặp anh đứng ngoài trước cửa. Rồi. Anh em mới kéo vô quán cà phê ngồi uống tâm sự nói chuyện cho anh tiếng mà. Cái này đúng là cũng là duyên lắm là như vậy. Nha ngộ quá ha. Rồi. Cái trình độ vậy. Thế không? Cái này phải có cái gì mà giống như nó cùng các tư tưởng, nó giống nhau, nó cùng một cái quan điểm. Thành ra mới hợp nhau vậy chứ đâu có ai dễ gì mà. Rồi ảnh coi YouTube của tôi anh mới biết tại anh tránh rồi đây nè, gia đình này là tôi thôi. Mà anh cũng nói luôn. Mới bỏ lên YouTube anh thấy anh biết hết tình người luôn á. Rồi mới về tôi mới nói thôi bây giờ đi qua thằng Thơ ngày mai đám dỗ ông già bà nó. Đi thằng Thơ qua bà thằng dỗ luôn cái đi tôi luôn. Cái đi qua bà nó gặp chị Phúc nè, lúc chị Phúc về Việt Nam á. Rồi mới gặp mấy ăn đám dỗ không mới hẹn về đây à. Rồi tôi về trước ảnh 2 tuần à. 2 tuần sau ông về tới cái anh điện tôi chạy xuống đây ở mình ảnh đi anh à. Quê của anh ở đâu? Ở Sài Gòn à. Sài Gòn hả? Dạ, Sài Gòn. Có nước chấm rồi đó anh Tú. Dạ. Tường này nghĩa lắm mà San Jose mà đi xuống tới đây thì là quý lắm. Rồi tới thì chú Phúc được rồi mấy ông lo chứ mấy ông lo phần ăn đi. Cặp đũa anh Tú ơi. Dạ. Cặp này đi lắm thấy ngon. Giờ đói bụng rồi đó, đói ăn đói bụng rồi đó. Sorry. Tôi nói sao bữa nay hình như là tôi nói cái kèm mà cũng lịch thì á. Bạn đúng rồi. Bữa nay chỗ đó. Không có người không ăn tiêu. Cô đi xem á. Tôi nói sao đúng rồi. Không ăn tiêu. Ý là nó kẹt xe lắm bà. Nó kẹt xe lắm. Rồi sau tôi gọi 2 phút cũng thấy trả lời tôi nhắn tin thôi, nó im ru luôn. Nói chắc tại chạy xe. Nói anh đi con đi nãy về có kẹt xe không con với bác Tú đi có chung đường không? Nó lên nhíp sàn một giờ xuống giờ này kẹt xe dữ lắm nè. Nhưng mà nó nói ra sân ghê á, giờ này kẹt xe lắm. Tại vì ở cái sân banh ở đây là nó bữa nay có cái kèm mà tôi làm đi chơi hả? Baseball. Giống như hôm qua đó anh Triệu, hôm qua cũng kẹt dữ lắm. Hôm qua tôi với anh đi cũng kẹt. Bữa nay cứ thương. Anh Tú ăn đi đi. Dạ. Ăn dụng đi. Con ngồi đây đi. Ngồi ăn cơm rồi. Trời ơi. Để con trời vậy đó hả? Để con ngồi ngồi trời. Ngồi. Cái này là bán như tôi. Chú làm à. Yêu tôi vậy. Đúng là đúng là trời quá trời. Ăn này về lên mấy ký nữa khổ nữa. Trời ơi. Tập thể dục nữa. Trời ơi.
không sao đâu, chứ đâu có đến hoài đâu mà chủ quán phải ăn. Dạ, ăn. Chủ quán là hai người làm chung hả? Không, ngày xưa mình chị mướn mang trên lầu nè. Nhà ở đây dưới ngày xưa chị ở cũng Cần Thơ. Cũng dân Cần Thơ. Dạ. Rồi xong cái tụi em đi hội của trường. Cái xong cái mới gặp ở xong đây á. Cái xong cái mới rủ chị về đây nhà. Lúc đó chị mới qua có chưa được năm đó chị. Gần năm rồi. Mới qua cũng chưa. Có bởi vì thành ra thương với lại chị dễ thương lắm, thành ra coi như chị em vậy đó. Nhờ qua đây là nhờ Chánh này cái Phúc có giúp đỡ mình nhiều lắm. Bởi vậy đi đâu cũng nhớ. Nè nhớ lại bây giờ giới thiệu cho Chánh. Nãy giờ không thấy cái này hả? Ớt này ớt em làm nha. Ớt gì làm, ớt gì làm. Ớt gì ngồi vậy? Ớt này của bà khách cho. Dạ vậy đó hả? Em về em làm mà thành giấm ấy lắm. Ờ. Mấy chị bộ tử chị mà làm sao ăn cay được. Tí xíu thôi nè. Còn cái này sau Tết của chị đưa mai cho em. Cà phê Việt Nam đem qua đâu chị ăn thử này. Tại mình ăn cay không được, chị đâu có tử chị đi cho ăn cay. Pha ấm rồi để chờ pha. Pha ngồi chơi pha. Đó hồi nãy ăn cô rồi. Nhớ nghĩ về nhà. Về nó có bụng quá mẹ cho cô trước đi, nó ok con ăn trước đi. Có ớt nè anh. À còn chanh nữa nè. Phấn đấu là biết sớm mình rước khách quý. Tại vì ngộ lắm, có những cái á nghe biết sao mà khi mà mình có cái gì vậy á là nó bị trục trặc. Vậy đó. Như thí dụ như em á, em đi làm mà em muốn xin về sớm á là tự nhiên cứ bị chuyện này chuyện nọ hoài. Dạ. Vậy đó. Cái này gần thở 99 không? Ngon quá nhiều. Em thấy 90 độ hả? 90 độ. Anh thấy mà hôm đó ăn á, tự nhiên thấy nóng này hả? Ở đây nó có lùi bò nữa là bệnh gì đâu có. Nó ăn nhiều á. Cái này trên trăm mấy rồi. Cái này trên trăm rồi. Cái này là 180 độ. Ngon quá ha. Em có biết 90 không? Dạ, 90. Đây là gấp đôi. Này 180. Gấp đôi. Nó than đói bụng nó mà sao nó lâu quá. Nó phải ăn sớm để nó hết đó. Ốt chết trời. Trời ơi. Gái tưởng được. Gái đẹp quá vậy. Khánh gặp rồi không đi lại hội rồi. Dạ, đúng rồi, lúc rồi. Nhớ không? Dạ, rồi, chưa ở đây đó chứ. Dạ. Gái đẹp gặp trai đẹp. Dạ, hai đứa này đẻ con ra chắc qua hộn nữa quá. Dạ, con đi qua kia lấy thuốc cho ba mẹ về trễ. Ngon, có nhân bò. Mấy ông có đuôi. Tôi với anh Chánh nè, tính đi ăn mà nó thôi, để chiều nay ăn phở chứ không đi ăn á. Dạ, với lại em xem mấy đi ăn nó không ngon. Rồi về mình để bụng đói thì về mình ăn cái nó mới đã. Đúng rồi, với lại mấy thấy ngon, chứ để không về thế nào cũng ngon. Chê. Ngon, ngon á. Ngon ăn được. Không rất ngon, bữa nay nó ngon. Lấy anh Túc cái nhà không? Có. Dạ hả?
gặp cái anh hả? Bây giờ ngắn đợi mà thấy trễ quá. Thôi thôi, thôi đi, qua con nữa không qua. Chưa hả? Mà tại vì em nhìn trên cái mà video em thấy ăn phở, thấy anh Tú dẫn mấy chị thấy rồi ăn phở là tự nhiên em thấy thôi mình nấu phở đi. Thử tài coi có ăn phở ở đây cái nhà nấu coi nó là sao á. Bay thì ngon hơn rồi đó, ở nhà là dưới xe cũ kỳ đó là em anh có đi ăn dưới rồi nhanh phở gì 90 đó hả. Tú lên tới đây chở tụi mày đi xuống gian rồi nuôi đi về. Chào ông nội. Có ảnh chỉ thôi chứ tụi em không có. Vậy hả? Không có mời quen. Chị thứ hai là tôi. Chị thứ hai là tôi. Tôi lại xuống rước lên đưa về. Không mời ạ, chịu chịu thôi chứ không mời quen. Cái nó mời nó có liền là qua đây chưa biết ăn chánh nữa chưa hả? Nhưng mà bữa đó rất lo anh chánh nói là nếu mà Phúc đi được Phúc đi, nhưng mà bữa đó Phúc mất kẹt làm à, bữa đó em đang nghỉ ngày nghỉ á và dạ, nhưng mà nói ra nói đi á à, cái em nói ồ vậy có gì em đi với cái sau cái anh chánh nói ồ vậy hả, nhưng mà sau cái sau đó thì nhưng mà các cáp quần là ở trên tiệm gọi em đi làm phải đi nhớ hơn bữa chiều nghe Phúc nói là đi làm chở nhớ đi chờ. Nhưng mà nếu ví dụ mà em không có làm cũng đâu gọi em đâu. Cũng nhẽo hả? À, em biết, cho anh cho anh chịu biết rồi em đi là nói cho không? Không cháy giòn ngon rồi chứ. Cháy giòn ngon. Không bây giờ tới đây đi nè. Tới đây đi nè, mời em. Đi hoài. Không có yên tĩnh. Đi lên cái hàng hãng tiện. Không mình nói đó. Xuống đi quậy mình hoài, mình chưa lên tỉnh quậy. Không không phải không đi được. Đó. Mày về đây là mày khổ, cái số phận mình có. Sao vậy? Tại không có đất. Không có đất. Không có chỗ. Không có chỗ. Nhà không có. Ở trên hậu á, chị đi khó. Con chim bay ngang kiếm một đất chỗ thì cũng khó. Con mình mà có ấy được. Ta nói là không có miếng đất cửa chim á. Từ từ ổn định rồi. Hiểu sáng nè. Em không biết ăn gì đuôi. Không biết ăn đùi. Đuôi này là cái cạnh luôn á.
Sáng đấu là qua với anh Triệu với anh Anh Quốc. Hoa nó đi làm ngân hàng chắc có nhiều người lên lấy tiền cho nó sao nó đúng vậy ông bà dốt à đẹp trai quá không không có làm mới mời đó giờ con làm trong là hả làm kêu là không nghe hả tưởng ông làm ngoài chắc chắc có người phải đi theo kênh chừng quá chứ đi anh cũng theo kênh rồi giờ nó hết kênh rồi giờ nó biết không có làm nữa. Cái gì của mình là chị ơi chị đừng giữ giữ mệt lắm nhưng mà mình nghĩ vậy nhưng mà tụi trẻ đâu có vậy trẻ nó còn tao nói cá làm vỏ cá mình phải không ai nhà nó cá làm vỏ thằng kia nó bỏ vô mà đặt ra cá mình nữa thằng kia nó lén lén nó bỏ vô vỏ mình bỏ lộn vỏ mình nữa cũng đang cá mình nữa chị uống cái gì vậy chị nước trắng hồi nãy mình đi ngoài thấy lạnh quá ha tính là lạnh lắm chắc gió lên cửa sổ lên đi ở ngoài thấy lạnh như ghê vừa rồi chị đi đó chị mỏng hả phải ông nắng chị này bị mệt trước khi đi rồi bởi vì nó tính đi 4 giờ nó hơn 5 giờ đi nó phải nằm tốt quá thế này nằm giống không chú là như ở trong vậy đó áo trắng giống nhau đó nói chú cởi áo ra giờ đó đặng cho giống nhau bữa nay chị biết không bữa nay á hôm ổng á thì mặc cái áo của anh Phước cho tặng bữa nay tôi tự ái tôi ghét tôi lấy cái áo của ông Lập tôi tặng tôi mặc luôn không có bỏ tôi mặc luôn tôi không cho mọi người ganh tị luôn đó tôi không tôi thấy ghét mà tôi không nói anh cáo rồi lấy cho bụng nè dạ hôm nay nhức bụng rồi nghiêm về mình nói không nhận nha không giữ quá cái áo này á thằng hồi đó tặng nàng cái nhà này kia chứ phải tặng đây nó mới tặng đây thôi lúc đó hình như mình mới định cư luôn không gần tết á bởi hôm vợ tôi nói sao anh không lấy bệnh cho vui bệnh sợ rắc tới mình suy nghĩ lại không được vậy là mình dở mình bận đây đừng mình hơn mình ngắt cái khác cho mình cái khác quên quá đúng là mình nói anh cứ nói đi chờ câu chót thôi chờ câu chót để kết luận nắng đi qua bên nhìn sao mấy cái năm rưỡi à mới chơi thì đi vui chứ anh em của tôi á mới năm rưỡi mà nó sao vậy cho nhau cái tình cảm trên đời này không ai có tôi nói thiệt luôn đó cái đó là cái quý nữa chứ chứ tiền bạc anh có thể anh có anh kiếm giàu hay gì đều không biết tôi không biết nhưng mà đối với anh em tôi là cái tình quá trời tình luôn hay nó là người ta muốn có người ta không có dạ dạ ai cũng lo cuộc sống này ngon cứ về mình nghỉ ngơi ấy thì thôi thì nhà không còn gặp nhau không có vui chơi được ví dụ là nhà tiểu khoáng tí hồi nãy tôi khỏi lên già chú đâu có ăn đâu để chú tự ra đồng tay là chú chú lại đi hết rồi chú đi về chậm với anh á chú lời đặng á có gì hả? Là nè. Thường nào chúng ta ăn cái này á, thôi mình xuống cái lại.
Sợ anh đang thương, sợ anh chị không nàng chào lâu quá. Thấy anh chánh điện anh chị rồi sao dừng lại trước trước đi rồi anh Tú lại rồi anh nghe tin nhắn là anh đi lại luôn. Chứ là anh cũng biết nhà rồi mà. Phải không? Nghe không biết xe lộ đây. Đó, mình xe lộ đây. Thôi đúng rồi. Chứ chắc giờ em phải không? Đã là qua trung gian điện thoại rồi mà còn qua trung gian nó không nhà nữa. Không phải là anh đi chung nó vui. Đây là có hai lớp đường này. Vậy hả? Ở nhà. Đây là đường đường Alameda. Alameda. Qua chết nớp cá tới. À. Dạ. Chết lớn có hai căn nhà. Chị đi xe máy rồi. Phải không? Lấy gì? Ở đây mấy người giàu có nhà ở chưa? Mấy người mình nghèo người ta cho mướn không à? Mấy người mình nghèo cho mướn nhà á. Cho mướn lên tất cả mọi người. Mấy người nào mà giàu á, người ta mới mướn nhà á. Chứ người ta không có nhà. Đúng vậy. Giàu mới mướn nhà. Hả? Ở tôi nói sao ai hiểu được hiểu. Anh Thiều anh nói kìa, nó nói qua Mỹ gì ở nhà có chút xíu ấy. Thế mấy thằng ấy nó mày không biết chứ ở bên đây ta ở nhà cao cửa rộng tại mày không chịu muốn nhà ấy. Hả? Không chịu muốn nhà cao rộng, nhà lớn như tao mà hả? Thằng đó nó không làm như trước, bỏ lên mà nó Việt Nam nó có đài nào nó biết bên Mỹ đâu. Nó làm video bỏ lên nó nghe thằng bạn nó ở Mỹ về kể. Rồi nó làm video bỏ lên nó trời ơi người ta chửi quá trời luôn. Nhớ. Nếu mà thằng đó mà nếu qua Mỹ nó có đi du lịch thôi, nó không cần nó ở. Là nó sẽ làm video đó, nó nói khác. Nó làm video nói sao? Thì nó nói gia đình của Việt Nam mới qua Mỹ tưởng sống sao. Sống qua đây mướn ở dưới chỗ Quận Cam á. Ở nhà hai vợ chồng, hai đứa con trai. Hai đứa con trai đi làm tối ngày, ở nhà hai vợ chồng già ở. Mướn ở nhà 500 đồng, 500 đô á. Thì đó nó nói một phòng á. Nó phòng nó hết rồi, nhà nó dở rồi. Có xe rồi. Khổ khăn gì nữa rồi. Xe phòng á. Xe chung xe đó đó. Thì đó, nó quay cái cảnh nhà nhiều tầng lắm. Như cái khu đó. Nhưng mà tôi nghĩ thằng này nó nghe kia kể, chứ thằng này nó không đi qua đây. Nó không bước qua cái dân nó qua Mỹ đâu mà nó biết. Nó nghe thằng này kể lại rồi nó làm một cái video rồi nó ghi những cái hình ảnh tùm lum gì đó. Nó bỏ lên nó nói mới làm mới qua lên. Mới qua thì cái bước đầu mới thì nó cũng có những cái chật vật vì mình chưa có thích ứng với cuộc sống. Nhưng mà khi mà anh đã ở lâu rồi là tự nhiên thì cuộc sống nó thích ứng hơn, nó khác rồi, nữa chứ cũng tùy hoàn cảnh nữa. Con này tôi em bé rồi. Dạ con này ở tay ở kỹ lắm mà hả? Tại vì chị biết không, mà ấy mình không có tiền mình ăn nhỏ nhỏ rồi. Không có tiền ăn nhỏ. Thôi nói gì đi, mình ăn ít mình nhường cho khách ăn nhiều đi. À, đúng rồi, chỉ có chị Mai mới hiểu em thôi. Chứ ăn tự nhiên nha. Hôm qua về tới chiều, cái giờ này là cái chung nó điện tự nhiên nó tỉnh rồi. Thế mẹ báo tin cho ba mẹ hay cô đậu cao học rồi. Nhà làm tỉnh rồi. Trời ơi, tỉnh rồi luôn, vui quá trời, tỉnh rồi luôn. Ở đây ba mẹ làm tiễn mừng đi. Có đậu nữa thấy không? Có đậu nữa thấy không? Đậu nữa. Rồi tôi mới kể cái chuyện tiếp diễn hồi nãy. Hai anh em làm rồi dọn vậy mà chuẩn bị xong có đó là đi về đón khách quý nè. Cái bắt đầu á là ở bên chỗ khám bệnh á, y tế nè. Nó gọi cho tôi, gọi về vợ tôi nói cái số đó vậy đó. Mà tôi để trong túi áo mà tôi để ngoài xa lên chỗ tôi làm tôi đâu bắt máy. Cái vợ tôi mới gọi qua Chánh, kêu Chánh anh Triều thấy số lạng bắt máy thì bác sĩ gọi. Cái tôi gọi tôi mới gặp, tôi nghe cái cuộc gọi của bác sĩ. Trời ơi. Khỏe rồi.
khỏe gì tôi hồi hộp, tôi biết tôi có bị bệnh gì không. Tại vì khám lấy thử nghiệm.